Cú sút trước không thành công và cú sau đó ngay góc ra. Hay quá anh Thành ơi. Chào anh em, thì mời anh trở lại channel của mình. Và hôm nay mình có một trận banh giao hữu tại sân Thăng Long với mấy anh em Hades ở trong sân. Đây rồi. Ok, một trận banh giao hữu lấy mồ hôi. Số 10 là Đinh Thành nha anh em. Đinh Thành Lê Hữu Minh, hay gọi là Xoái Ca đó. Mình cùng xem trận banh này nha. Bỏ banh hay thế. Chọt khe vào không, trời ơi, đã trúng ngay gòn. Xoái Ca đá chung về, cắt banh ở thay, sút, trời, vẫn không vào. Cú sút rất mạnh của Đinh Thành. Đinh Thành. Một đường chuyền bằng mũi rất hay của Đinh Thành. Lên bóng. Đinh Thành. Cha ơi. Không vào. Pha chọc khe rất hay của Đinh Thành. Lại chân Đinh Thành rồi. Sút. Trời. Lại ngay gôn. Cái sút hiểu. Hay quá. Pha chuyển bóng rất hay của Đinh Thành. Tán bóng ngoài và chờ Tấn Phát. Vẫn là Đinh Thành. Chuyền dài. Cú sút trước không thành công và cú sau đó ngay góc ra. Hay quá anh Thành ơi. Đỉnh thế. Sút cỡ đó thì thôi. Dài rồi. Ôi, dưới sợi dây. Lại phất dài. Đỡ một banh mà cũng giữ được luôn. Ghê thật. Làm gì nữa đây? Chuyện cho béo béo. Đảo chân như Ronaldo. Kiến tạo. Ơi, vào không? Không vào. Được cắt banh rất tốt của Béo Béo. Đinh Thành lên banh. Sút. Trời ơi, hơi chệch trong gian tấc. Và chuyển hướng rất nhanh của Đinh Thành. Nước tiết sơn đá lên trời. Tân bóng qua đầu rất nhẹ nhàng. Xoái Ca chân phải.
Tinh thần dẫn bóng lên. Ba người rất hay, đột phá luôn. Bèo đột phá luôn. Vào luôn, hay quá Bèo ơi. Tốc độ quá Bèo, tốc độ quá Phát ơi. Hay quá Saka ơi. Chị Giai tới chân người tình rồi. Quá hẹn. Vào. Quá đơn giản. Hãy lên bên. Qua luôn. Tới đó hơi đuối rồi, sút không nổi. Hay quá anh ơi, có pha siêu phẩm rồi. Anh em thấy Saka đá thế nào? Comment phía dưới cho mình biết với nha. Và mình Phạm Thi, chào và hẹn gặp lại.